được nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân đã có mặt tham dự và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới năm 2023 do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên thực hiện ngày hôm nay. Vâng, quý vị vừa được thưởng thức trên sân khấu là màn hát múa với ca khúc Ngày Tết Quê Em, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Mai Thanh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhị, nghệ sĩ Tú Nam do tập thể nam nữ diễn viên biểu diễn. Và đó cũng là lời chào mừng trân trọng mà các nghệ sĩ diễn viên tham dự chương trình ngày hôm nay xin được gửi tới toàn thể quý vị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên giao Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên xây dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhân dân nhân dịp năm mới. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên hân hạnh mang đến chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhân dịp năm mới với chủ đề Chào năm mới 2023. Đến tham dự và động viên chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu. Về phía lãnh đạo các sở ban ngành, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên. Về phía lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Cùng tham dự chương trình ngày hôm nay cũng trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí là lãnh đạo, trưởng, phó các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về tham dự chương trình. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thưa quý vị, tham dự và thưởng thức chương trình ngày hôm nay còn có sự góp mặt đông đảo của toàn thể quý vị khán giả và nhân dân trên địa bàn thành phố. Một lần nữa, chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng đến với phần chính thức của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới năm 2023 có phần thể hiện của tập thể các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Chỉ đạo nội dung Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ Phạm Chiến Huân, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn, tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Mai Thanh, âm nhạc Văn Cao, Từ Huy, Đỗ Dũng, Huyền Ngọc, Việt Dũng, Huỳnh Phước Liên, Châu Đăng Khoa, Phương Nguyên, Trần Văn Nghĩa, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Mai Thanh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhị, nghệ sĩ Tú Nam. Vâng, kính thưa quý vị, một mùa xuân nữa lại về, tiếng xuân cùng hơi thở đất trời luôn khiến lòng ta náo nức, dạo dực, bởi mùa xuân chính là mùa của sự sinh sôi và những hy vọng tràn đầy. Mùa xuân của đất trời có muôn hoa đua nở, mùa xuân của Đảng cũng rộn ràng những lời ca. Đảng đã cho ta mùa xuân của cuộc đời, và từ khi có Đảng, nhân dân ta đã vượt qua những khó khăn, gian khổ để đến được với ánh sáng của sự hòa bình, tự do. Biết ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã luôn vun đắp và gìn giữ cuộc sống ấm no hạnh phúc này để dâng lên Đảng những mùa xuân tươi đẹp của cuộc đời. Tết đến trong tim mọi người, mừng ngày Tết phố xa đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người.